Có thể nói năm 2023 là một năm khá toàn diện của màn ảnh Hoa ngữ, khi các dòng phim đều có những đại diện khá đình đám, thu hút được sự quan tâm và bàn luận của công chúng. Bước sang năm 2024, phim Hoa ngữ có xu hướng dịch chuyển sang thể loại đại nam chủ. Bên cạnh đó, những tác phẩm chuyển thể từ hoạt hình, truyện tranh cũng rất đáng mong chờ. Hãy cùng Cbiz Phim tìm hiểu chi tiết hơn về những xu hướng của màn ảnh Hoa ngữ trong năm 2024 nhé! Dòng phim chuyển thể từ hoạt hình và truyện tranh lên ngôi. Sau khi đã khai thác các loại tiểu thuyết, ngôn tình và cốt truyện từ game, các nhà sản xuất phim Hoa ngữ dần chuyển trọng tâm sang chuyển thể phim hoạt hình và truyện tranh. Trước đây, đã có không ít các tác phẩm chuyển thể hoạt hình lên sóng như Đấu La Đại Lục, Đấu Phá Thương Khung hay Thiếu Niên Ca Hành, Dị Nhân Chi Hạ. Tuy nhiên, trong năm 2024, số lượng phim chuyển thể từ hoạt hình có xu hướng tăng lên rõ rệt. Giống như tiểu thuyết, các tác phẩm có kịch bản chuyển thể từ hoạt hình hay truyện tranh đều có sẵn danh tiếng và lượng người hâm mộ đông đảo. Bên cạnh đó, những đơn vị lớn như Tencent hiện đang nắm giữ bản quyền của nhiều bộ phim hoạt hình 3D ăn khách như Đấu La Đại Lục hay Đấu Phá Thương Khung, nên việc thực hiện thêm một phiên bản live action được xem là nhất cử lưỡng tiện. Không chỉ vậy, hầu hết các tác phẩm được chọn để chuyển thể đều thuộc thể loại huyền huyễn, tiên hiệp, kiếm hiệp, phù hợp để các đơn vị sản xuất phô diễn sức mạnh hậu kỳ và kỹ xảo. Các bộ phim chuyển thể từ phim hoạt hình được kỳ vọng nhiều nhất ở thời điểm hiện tại gồm có hệ liệt Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, với phần Nguyệt Hồng Thiên của Dương Mịch và Cung Tuấn, phần Trúc Nghiệp Thiên của Lưu Thi Thi và Trương Vân Long, và phần Vương Quyền Thiên của Thành Nghị và Lý Nhất Đồng. Ngoài ra còn có phim Đại Lý Tự Thiếu Khanh Du của Đinh Vũ Hề, Phàm Nhân Tu Tiên của Dương Dương hay phần 2 của Dị Nhân Chi Hạ của Bành Dục Sướng, Vương Ảnh Lộ, Hầu Minh Hạo. Phim Đại Nam Chủ đánh chiếm màn ảnh nhỏ. Nếu như vài năm trước, màn ảnh nhỏ Hoa ngữ tràn ngập các bộ phim đại nữ chủ với cốt truyện xoay quanh câu chuyện cuộc đời của nữ chính, chú trọng vào sự độc lập trong cuộc sống lẫn tình cảm của nữ chính, thì bước sang năm 2024, khán giả chuẩn bị chào đón cuộc đổ bộ của hàng loạt tác phẩm đại nam chủ. Trong đó, đáng chú ý nhất là các phim Khánh Dư Niên phần 2, Tạng Hải Truyện, Đại Phụng Đả Canh Nhân, Phàm Nhân Tu Tiên, quy tụ những gương mặt nổi bật nhất của dàn nam thần từ sau 85 đến sau 95 như Trương Nhược Quân, Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Hạc Đệ. Việc số lượng phim đại nam chủ tăng vọt trong năm 2024 là điều khá tất yếu bởi ở thời điểm hiện tại, khi các nữ diễn viên nổi tiếng thuộc thế hệ sau 85 dần tìm cách chuyển hướng sang dòng phim chính kịch, còn thế hệ diễn viên nữ sau 90 lại không có quá nhiều gương mặt quá nổi bật có thể gánh phim tốt. Những gương mặt được tính là thành công khi đóng phim đại nữ chủ thật sự là quá ít, đếm tới đếm lui cũng chưa hết một bàn tay. Ngoài ra, nếu sở hữu được một bộ đôi biên kịch đạo diễn vững vàng và chắc tay, thì phim đại nam chủ dễ tạo nên sự bùng nổ bởi tính mạch lạc, tương hỗ tới từ nhiều tuyến yếu tố phụ trong phim. Sự thành công của Lang Nha Bảng hay Khánh Dư Niên phần 1 chính là minh chứng cho điều này. Trước đây, vào thời đỉnh cao của phim đại nữ chủ, đặc biệt là đại nữ chủ cổ trang, huyền huyễn, mạch phim phụ thuộc quá nhiều vào tuyến tình cảm giữa nam nữ chính, còn ở phim đại nam chủ, không gian sáng tạo có phần rộng rãi và thoải mái hơn. Trong phim đại nam chủ, tuyến tình cảm giữa nam nữ chính thường chỉ là thứ yếu, còn các yếu tố khác như quyền mưu, hành trình tu tập, rèn luyện, mối quan hệ gia đình, bạn bè được đặt lên hàng đầu. Những gương mặt nổi bật quay về vùng an toàn. Năm 2024 đánh dấu sự trở lại một lần nữa của Dương Tử và Thành Nghị với dòng phim cổ trang, cũng như là sự kết hợp cùng với bạn diễn ăn ý một thời. Sau khi Gió Nam Hiểu Lòng Tôi và Muốn Mãi Mãi Yêu lên sóng vào năm 2023, công chúng đồng ý rằng cả Dương Tử lẫn Thành Nghị đều không thật sự phù hợp với dòng phim ngôn tình hiện đại. Bỏ đi lớp trang điểm cổ trang, tóc vấn cầu kỳ, y phục nhiều lớp tinh tế, cả hai bị lộ nhiều yếu điểm về cả ngoại hình cùng diễn xuất. Vậy nên, Dương Tử tiếp tục quay lại đóng phim cổ trang, kết hợp cùng người bạn thân Lý Hiện trong Quốc Sắc Phương Hoa. Còn dự án tiếp theo của Thành Nghị là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Vương Quyền Thiên thì cũng là một dự án cổ trang huyền huyễn, và lại tiếp tục hợp tác với Lý Nhất Đồng, cũng là nữ chính của bộ phim Anh Hùng Chí trước đó. Không riêng Dương Tử hay Thành Nghị, như Đinh Vũ Hề, Ngô Thư Hân cũng có màn hợp tác lần hai với nhau trong dự án cổ trang xuyên sách thú vị là Vĩnh Dạ Tinh Hà. Bên cạnh đó, màn ảnh nhỏ Hoa ngữ năm 2024 còn chứng kiến sự trở lại đồng loạt của Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đường Yên, Triệu Lệ Dĩnh bằng các dự án phim cổ trang, huyền huyễn. Tuy nhiên điều này cũng gây nên những phản ứng trái chiều, một bộ phận người xem chờ mong dự án mới của dàn tiểu hoa đán 85 bởi họ đều là những người có danh tiếng nhiều năm qua, quốc dân độ cao, nắm trong tay nhiều tác phẩm cổ trang thành công bùng nổ. Họ được đánh giá là có ngoại hình đẹp, phù hợp với dòng phim này, dáng điệu cử chỉ đều tựa như mỹ nhân cổ đại, hơn hẳn các đàn em lứa sau. Bên cạnh đó,
Đây còn là cuộc chiến của các nữ thần một thời thống trị Cbiz, những đối thủ cùng thời với nhau. Tuy nhiên, cũng có nhiều khán giả cảm thấy lo ngại vấn đề tuổi tác của nữ diễn viên. Bởi vì dòng phim cổ trang ngôn tình vốn chỉ phù hợp với các nữ diễn viên dưới độ tuổi 30, ngoại hình trẻ trung mới mẻ. Trong khi dàn mỹ nhân kể trên đều đã qua tuổi 35, đã lập gia đình và có con. Phim có kịch bản gốc lên ngôi. Song song với xu hướng phim được chuyển thể từ truyện tranh hay phim hoạt hình, thì xu hướng làm phim với kịch bản gốc cũng dần quay trở lại trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ trong năm 2024 này. Thực tế cho thấy, Đi đến nơi có gió, Tình yêu thôi mà, Vân Chi Vũ hay Nhất niệm Quan Sơn đều là phim kịch bản gốc và đều được khán giả đánh giá rất cao trong năm 2023. Trong gần một thập kỷ qua, màn ảnh Hoa ngữ dường như bị chiếm sóng bởi những bộ phim chuyển thể, điều này vô tình khiến cho khán giả cảm thấy bị bội thực. Chính vì thế, khán giả càng tỏ ra hứng thú với những bộ phim có kịch bản gốc. Thêm vào đó, đối với các bộ phim chuyển thể nếu chịu bỏ thời gian để đọc nguyên tác, thì khán giả đã có thể dễ dàng đoán biết được mọi tình tiết, diễn biến và cái kết của phim. Còn đối với các phim có kịch bản gốc, khán giả phải luôn tò mò, suy luận và suy đoán tình tiết. Cũng như khán giả cũng sẽ không thể biết trước được liệu có cú cua gắt hay quay xe nào trong từng tập phim hay không, từ đó tăng thêm sự kích thích và say mê cho người xem. Ngoài ra, tiêu chuẩn đánh giá của người xem đối với các kịch bản phim cũng ngày càng cao và khắt khe hơn. Khán giả ngày càng tìm kiếm những tác phẩm điện ảnh, truyền hình mới mẻ, độc đáo và sáng tạo. Họ không còn cảm thấy quá hài lòng với những nội dung lặp đi lặp lại, không có tính đổi mới. Đó chính là cơ hội để những bộ phim có kịch bản gốc chất lượng chiếm lĩnh màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Trong năm 2024 này, màn ảnh Hoa ngữ có một số phim có kịch bản gốc được nhiều người kỳ vọng như Khánh Dư Niên 2 của Trương Nhược Quân, Trần Đạo Minh, Lý Thấm, bộ phim Tạng Hải Chuyện do đạo diễn Trịnh Hiểu Long phụ trách, Tiêu Chiến đảm nhận vai nam chính, hay phim Đại Mộng Quy Ly của đạo diễn Quách Kính Minh. Với sự tham gia của dàn diễn viên trẻ có vi rùa đỉnh cao như Hầu Minh Hạo, Trần Đô Linh, Trình Tiêu, Điền Gia Thụy. Phim ngắn được dự báo sẽ là xu hướng của tương lai. Trên thực tế, các bộ phim ngắn chiếu mạng của Trung Quốc đã được các mọt phim đón nhận nhiệt tình từ cách đây vài năm. Đặc biệt, trong giai đoạn 2022 đến 2023, nhiều bộ phim ngắn còn tạo ra được hiện tượng khi phát sóng, lôi kéo thêm được một lượng lớn người xem mới, có thể kể đến như Niệm Niệm Vô Mình, Thiên Kim Nha Hoàn, Hư Nhan, Đối Với Tôi Anh Ấy Không Nguy Hiểm hay Gần Đây Có Ngàn Năm Tình Kiếp, Tôi Làm Mẹ Kế Ở Thập Niên 80, Trò Chơi Chí Mệnh hay Kính Vạn Hoa Chết Chóc. Phim ngắn chiếu mạng của Trung Quốc tùy vào cốt truyện thường có độ dài mỗi tập khoảng vài phút đến hơn 20 phút. Những bộ phim này đa phần không tốn quá nhiều thời gian để sản xuất tùy theo mức độ hoành tráng và kinh phí đầu tư. Những đề tài có thể khai thác cho hình thức phim ngắn là nhiều vô số kể, nhất là tận dụng ngay cốt truyện từ tiểu thuyết, truyện tranh nổi tiếng. Nếu như thể hiện nội dung mạch lạc, không thừa không thiếu và lối diễn xuất tự nhiên thì những bộ phim này còn có giá trị giải trí cao, không cần dùng quá nhiều IQ và cũng dễ cảm khi xem phim. Nếu như trước đây phim ngắn được cho là sơ sài, thiếu cuốn hút về nội dung, chất lượng và cả diễn viên, thì hiện nay, thể loại này đang không ngừng thay đổi, phát triển dựa trên thị hiếu để lấn sân sang con đường chất lượng và tính thương mại cao hơn. Nhìn vào số lượng video ngắn khổng lồ đang thống trị trên các nền tảng mạng xã hội xứ Trung như hiện nay, các chuyên gia và các nhà đầu tư, nhà sản xuất nhạy bén của giới phim ảnh và truyền hình cũng ngày càng nhận thức rõ về tiềm năng và giá trị đang ngày càng gia tăng của dòng phim ngắn và siêu ngắn. Họ tin rằng phim truyền hình siêu ngắn, với tư cách là một trong những hình thức thể hiện chính trong việc mở rộng các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, sẽ dễ dàng được phổ biến và tiếp cận với nhiều tệp khán giả hơn thông qua các nền tảng xem video hàng đầu xứ Trung như Douyin, Kuaishou, Xiao Hồng Su, cũng như bắt kịp với xu hướng nghe nhìn ngắn phẳng và nhanh của con người hiện nay. Thay vì làm phim kéo dài 30 đến 40 tập, mỗi tập phim lại dài từ 40 đến 50 phút, vừa mất nhiều thời gian và chi phí sản xuất như từ trước đến nay, thì xu hướng mới hiện nay chính là các nhà làm phim sẽ làm những bộ phim dài tập nhưng mỗi tập chỉ có thời lượng ngắn. Với chi phí sản xuất cố định và chu kỳ sản xuất ngắn, phim Trò Chơi Chí Mệnh gần đây chính là một sự thử nghiệm. Nhiều công ty giải trí lớn của xứ Trung như YGGWA hay Nhạc Hoa cũng bắt đầu dục dịch đầu tư vào làm phim ngắn và siêu ngắn. Trên đây là một số xu hướng phát triển của phim Hoa ngữ trong năm 2024 này. Hy vọng trong năm 2024, các mọt phim Hoa ngữ sẽ được đắm mình trong những phút giây thư giãn ý nghĩa cùng các tựa phim đặc sắc, thỏa mãn cả phần nghe lẫn phần nhìn. Còn bạn thì sao? Bạn có suy nghĩ như thế nào về những xu hướng này của màn ảnh Hoa ngữ? Hãy để lại bình luận để chia sẻ ý kiến với mọi người nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nhé! See you!